Chào các em đến với bài giảng bộ môn công nghệ chính. Bài 10: Thực hành lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn. Yêu cầu bài thực hành: 1. Hiểu được nguyên lý làm việc của mạch đèn một công tắc ba cực điều khiển hai đèn. 2. Lắp đặt được mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn. 3. An toàn điện. Một la mã, dụng cụ, vật liệu và thiết bị. Ở bài này chúng ta cũng chuẩn bị tất cả dụng cụ, vật liệu và thiết bị tương tự như ở bài thực hành trước. Gồm có kiềm điện, kiềm tuốt dây, tua vít, bút thử điện, bút chì, thước kẻ. Vật liệu và thiết bị gồm dây dẫn điện, các em có thể sử dụng hai màu là màu xanh và màu đỏ. Bóng đèn, đuôi đèn, công tắc hai cực và công tắc ba cực, cầu chì, bảng điện, băng cách điện, giấy ráp, ống luồng dây, phích cắm điện. Nội dung này các em sẽ ghi là xem sách giáo khoa trang 43, vì nội dung sẽ được ghi ở bảng dự trù vật liệu dụng cụ thiết bị. Hai la mã, nội dung và trình tự thực hành. 1. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện. A. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý mạch điện. Sơ đồ nguyên lý: mạch điện gồm có cầu chì đặt trên dây pha, công tắc hai cực điều khiển công tắc ba cực, công tắc ba cực chấu 1 điều khiển đèn 1, chấu 2 điều khiển đèn 2. Như vậy thì khi công tắc hai cực CT1 đóng, mạch sẽ có điện, khi đó một trong hai đèn sẽ sáng. Nếu chốt động nằm ở vị trí 1 thì đèn 1 sáng, nếu chốt động nằm ở vị trí 2 thì đèn 2 sẽ sáng. Và khi ngắt công tắc CT1 thì toàn mạch sẽ tắt. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện. Khi vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện, các em lưu ý 4 bước vẽ sơ đồ. Chúng ta sẽ lần lượt vẽ theo 4 bước này. Bước 1, vẽ đường dây nguồn. Chúng ta sẽ vẽ lần lượt dây pha và dây trung tính. Bước 2, xác định vị trí để bảng điện bóng đèn. Các em sẽ vẽ vị trí bảng điện và bóng đèn này theo sơ đồ bố trí. Bước 3, xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện. Lần lượt vẽ cầu chì, công tắc đơn, công tắc kép. Chúng ta có thể đặt vị trí ngang nhau hoặc là công tắc 1 trên và công tắc 2 dưới. Bước 3, vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lý. Ta đi từ dây pha qua cầu chì đến công tắc 1. Công tắc 1 nối với chấu chung của công tắc 2. Vị trí 1 nối dây đến đèn 1. Vị trí 2 nối dây đến đèn 2. Đèn 1 về trung tính, đèn 2 về trung tính. Như vậy mạch hoàn thành. Và ở đây các em có thể thêm một ổ điện vào mạch điện. Phần 2: lập bản dự trù vật liệu thiết bị và lựa chọn dụng cụ. Như những bài trước, chúng ta cũng sẽ ghi lần lượt tất cả những nội dung ở phần 1 la mã vào mục này. Bản gồm những nội dung sau. Phần thứ nhất là dụng cụ, gồm kiềm điện 1 cây, kiềm tuốt dây 1 cây, tua vít 1 cây, bút thử điện 1 cây. Vật liệu gồm bảng điện 1 cái,
băng dính cách điện 1 cuộn, giấy ráp 1 tờ, vít 10 cái, ống luồn dây. Đối với bài hành này, ta dùng sơ đồ trí đơn giản gồm một ống 45 cm, một ống 20 cm và hai ống 10 cm. Thiết bị gồm cầu chì 1 cái, công tắc 2 cực 1 cái, công tắc 3 cực 1 cái, đèn xe đốt 2 cái, đuôi đèn 2 cái, phích cắm điện 1 cái và dây điện dẫn điện đôi, dây đôi mềm 5 m. Các em có thể sử dụng 3 m dây đỏ và 2 m dây xanh. Nội dung thứ 3, lắp đặt mạch điện. Chúng ta sẽ vẽ quy trình gồm: thứ nhất là vạch dấu, thứ hai là khoan lỗ bảng điện, thứ ba lắp đặt thiết bị điện của bảng điện, thứ tư là nối dây mạch điện và thứ năm là kiểm tra mạch điện. Dặn dò, học bài, chuẩn bị dụng cụ thực hành. Như vậy bài học đến đây là hết. Thầy chúc các em học thật tốt.